bước chân ăn trộm, bước chân ban ơn, bước chân ban ngày, chân đi ban đêm. Trong những bước chân lại có một bước chân rất lạ, bước chân người lo huyệt mộ. Nếu nói thánh tích cao điểm ở Jerusalem, người ta có thể nói mộ Chúa, nơi Chúa được tán xác, và từ ngôi mộ trong lòng đất này Chúa phục sinh. Bởi thế lúc nào khách hành hương cũng xếp hàng chờ viếng mộ. Công giáo và chính thống giáo chia nhau giờ căn mộ. Những lúc đông khách hành hương, mỗi người chỉ được mấy giây, rồi người khác mộ rời ra ngay. Tôi đăng ký lễ ở đây lần thứ nhất vào 6 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2006. Từ nhà trọ, tôi thức dậy sớm. Đường vào cổng thành còn tối mờ mờ. Đường trong thành lên đền thờ còn rất vắng. Chỉ một vài người Palestine đem rau vào chợ. Họ là những người đàn bà vào thành Jerusalem sớm nhất. Tôi lên đền thờ trong tâm trạng hồi hộp. Tôi đến mộ Chúa, nơi lịch sử cao điểm nhất của niềm Kitô giáo, Chúa phục sinh, nơi mà thánh Paulo bảo nếu Đức Kitô không phục sinh thì niềm tin chúng tôi ra vô ích. Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời giao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Mộ đá trong đền thờ nghĩa là đền thờ Golgotha, hôm nay là một đại vương cung thánh đường, xây bao trùm lên một khoảng đất rộng lớn, bao gồm nơi chôn thánh giá ngày xưa và khu mộ đá. Để vào mộ, nơi táng xác, phải qua hai cổng vào, cánh cửa bên ngoài rộng lớn như cửa nhà thờ. Hết giờ viếng mộ, người ta đóng cửa này. Đó là một cánh cửa gỗ dày nặng. Ngoài cửa, phía trên cao là 7 ngọn đèn lúc nào cũng cháy lửa. Những dây đèn trầu chắc là bằng vàng bạc, rất trang trọng. Sau cửa vào là đến một vòm cửa cung bằng đá rất thấp, phải cúi rạp đầu mới chưa lọt qua. Ngay sau vòm cung ấy là mộ Chúa, đúng ra là một chiếc hòm bằng đá. Trong đây, các dây đèn trầu cháy liên lỉ, tất cả bằng vàng bạc. Tượng Chúa phục sinh bằng bạc gắn trên tường đá, dựng trên mặt hòm. Đây là lối tạc thù điêu rất mỏng, vì phải dàn mặt hòm để làm bàn thờ dâng lễ. Không gian nơi đây rất chật, chỉ có thể đứng được chừng 5 người sát vào nhau. Tôi đăng ký dâng lễ một mình. Một đoàn người xếp hàng ngoài kia phải đợi tôi dâng lễ. Thấy tôi vào mộ dâng lễ mà đi có một mình, ánh mắt họ thèm muốn, ước ao quá đỗi. Tôi nói với người coi mộ là có thể cho được ai muốn vào thì vào. Họ vội vàng chạy ùa vào. 6 người chen chúc nhau đứng chật trong mộ. Họ là những người may mắn vì được dâng lễ nơi đây. Họ sung sướng quá chừng, tỏ lòng cảm ơn tôi. Họ không ngờ được như thế. Mộ đá, việc táng xác Chúa được cả 4 phúc âm trình thuật. Tôi dùng cả 4 phúc âm để gom những áng màu mà mỗi tác giả trình thuật hầu vẽ nên một mộ đá hôm nay. Ngôi mộ của ai? Chúa không có mộ. Ngày sinh ra, phúc âm ghi nhận về Chúa Giêsu như sau: Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Chúa sinh ra không có nhà. Ngày về Jerusalem giao giảng, phúc âm cũng ghi nhận như sau: Ban ngày, Đức Giêsu giảng dạy trong đền thờ, nhưng đến tối, người đi ra và qua đêm lại tại núi gọi là núi Ô Lư, chẳng nơi nào Chúa có nhà. Phúc âm Gioan ghi thêm chi tiết là sau đó ai nấy trở về nhà mình, còn Đức Giêsu thì đến núi Ô Lư
mọi người về nhà. Đức Kitô đến núi Olive vì không có nhà, sinh ra không nhà, chết giữa trời, cả mộ cũng không có, mượn mộ của người khác. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathe, tên là Joseph, và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Philato để xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ, tổng trấn Philato ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông cho xác lấy tấm vải gai sạch mà lịn và đặt vào ngôi mộ mới đã đúc sẵn trong núi đa dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Ông Joseph là ai? Thánh Matthew. Chiều đến, có một người giàu sang. Ông này là người thành Arimathe, tên là Joseph. Theo Marco, ông là người thành Arimathe, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philato để xin thi hài Đức Giêsu. Theo Luca, lúc ấy có một người tên là Joseph, thành viên của thượng hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của thượng hội đồng. Theo Thánh Gioan, ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Đây là những nhân vật khá đặc biệt. Dựa vào bốn phúc âm, ta thấy ông có những đặc tính: là người giàu có, là người lương thiện và công chính, là thành viên thế giá trong hội đồng. Ông mong đợi triều đại Thiên Chúa đến. Ông không tán thành quyết định của thượng hội đồng là giết Chúa. Ông mạnh dạn xin Philato cho tháo xác Chúa, là người liệm xác Chúa, là người cho Chúa mượn mộ của chính mình, là môn đệ Chúa cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Xuyên suốt phúc âm, không thấy nhắc đến tên ông. Xuyên suốt cuộc đời của Chúa, không thấy ông xuất hiện. Tên ông chỉ mãi đằng sau những lớp người Chúa thường gặp, như những người tội lỗi, người bệnh tật. Chúa có một lớp người đặc biệt. Họ trí thức, họ giàu có, họ có địa vị. Thí dụ như ông Nicodemo cũng vậy. Như thế, không phải tầng lớp theo Chúa chỉ là những người thường. Có một lớp quan lại, trí thức, là thủ lãnh thế giá trong xã hội. Sự kiện xảy ra ở đây thật ngỡ ngàng. Kẻ tâm niệm xác Chúa, kẻ lo việc mai táng là hai nhân vật ngoài tầm ngờ. Họ không phải là môn đệ thầy trò lúc nào cũng đi với nhau, không phải là kẻ thân cận hàng ăn uống chung bàn với Chúa. Kẻ lo tâm niệm mai táng là ông Joseph và ông Nicodemo. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Về ông Nicodemo, phúc âm Gioan trình thuật thêm như sau: ông Joseph đến hạ thi hài người xuống, ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Cả hai ông này đều theo Chúa một cách kín đáo. Ông Nicodemo có một lần hỏi Chúa: người già làm sao mà tái sinh được? Riêng ông Joseph, người thành Arimathe, thì tuyệt đối không hề thấy phúc âm nhắc đến. Ông theo Chúa cách kín đáo vì sợ. Nhưng đến cuối đời của Chúa thì ông lại là người đã không tán thành quyết định và hành động của thượng hội đồng. Sau cái chết của Chúa,
ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philato để xin thi hại Đức Giêsu. Ông chỉ xuất hiện ở giây phút tán xác Chúa mà thôi. Cứ sự thường, việc tẩm niệm cho người quá cố không thể dành cho ai khác ngoài người thân cận trong gia đình. Đây là bổn phận, cũng là đặc ân và quyền. Vậy ông Joseph là ai? Thư gửi ông Joseph. Thưa ông Joseph, phúc âm không hề nhắc đến ông. Tôi không biết thêm được gì về ông. Ông là ai mà đến vào giây phút hãi hùng như thế? Tôi gọi là hãi hùng bởi hôm nay tôi nhìn lại lịch sử. Lịch sử cho thấy Chúa đã sống lại. Còn ngày hôm ấy, dĩ nhiên có linh thiêng. Nhưng tôi muốn hỏi ông, một cái chết không mộ chôn thì linh thiêng ở nơi chỗ nào? Giây phút ấy không là linh thiêng như niềm tin của tôi hôm nay. Vì Chúa đã phục sinh thì phải là hãi hùng chứ. Giây phút ấy chưa có sống lại, chưa có quyền năng và vinh quang. Giây phút ấy là đau thương. Bởi đó, nếu gọi giây phút ấy là linh thiêng, phải hiểu linh thiêng trong một ý nghĩa đến cùng cực của linh thiêng. Linh thiêng riêng tư trong linh hồn ông. Thưa ông Joseph, tôi có đôi điều muốn thưa chuyện với ông. Chuyện thứ nhất, tại sao ông theo một xác chết? Ngày Chúa còn sống, ông kín đáo theo Chúa vì sợ đồng nghiệp. Rất có thể ông cũng nghĩ như một số người khác, biết đâu Chúa sẽ làm nên sự nghiệp. Các môn đệ đã tỏ rõ ước mơ ấy. Họ đã bàn với nhau, ai sẽ là người lớn nhất trong nước của người. Người mẹ kia đã xin cho con mình ngồi bên tả, bên hữu người. Bây giờ Chúa chết, rõ ràng chết như một người không quyền năng, rõ ràng là chết như một người bất bình thường. Ai mơ rằng một ngày nào Chúa sẽ lập vương quốc thì bây giờ hoàn toàn thất vọng. Chúa đã phục sinh đâu mà theo. Vậy tại sao ông không bỏ xác chết đó? Lúc Chúa sống, ông phải theo cách kín đáo theo chừng mực. Nhưng Chúa còn sống, vì đằng sau những ngày sống đó, biết đâu ông hy vọng Chúa thành lập một vương quốc. Bây giờ, Chúa chết thật rồi, không có vương quốc nào, không chiến thắng được ai. Trước mặt các thầy thượng hội đồng, Chúa thất bại hoàn toàn. Tấn bi kịch hạ màn, vậy tại sao ông không bỏ xác chết đó? Đáng nhẽ, lúc Chúa còn sống mà ông không theo cách kín đáo, thì Chúa chết ông phải quay về ngay với thượng hội đồng chứ. Giống như nhiều người phải đón gió mà theo chiều gió chứ. Ông làm ngược với tính toán khôn ngoan cuộc đời. Chính lúc Chúa mất hết quyền năng thì ông lại dốc lòng buông theo. Ở nơi ông phải có một bản nghiệp hết sức lạ lùng. Không ai giải như thế. Không ai dám buông liều cả một sự nghiệp cho một xác chết. Tôi theo Chúa với tất cả lịch sử tôi đã biết là Chúa đã chiến thắng sự chết. Tôi biết rồi, tôi theo. Hôm nay, tôi theo Chúa với tất cả giáo lý rõ ràng và ân sủng của các bí tích. Nhưng trong tôi muốn thành thật câu chuyện giữa ông và tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn không thể cho Chúa mượn ngôi mộ của tôi, tham dự một thánh lễ mà thiếu trước, thiếu sau, nói chi đến cho Chúa ngôi mộ của mình. Làm sao ông dám lấy mộ của mình cho một người khác mượn? Không phải là chuyện cho mượn ngôi mộ, mà lại dám cho một xác chết không có quyền năng trước đe dọa, có thể mất chân trong hội đồng. Đấy là điều tôi muốn thưa chuyện với ông. Ông có nhìn thấy gì sau cái chết kia và dám đánh đổi những ý nghĩ quá phiêu lưu? Điều làm tôi băn khoăn mãi sẽ không thể hiểu là ngày Chúa còn sống, ông phải kín đáo che giấu nhiều niềm tin. Bây giờ Chúa chết rồi,
Tại sao ông lại mạnh dạn đến gặp tổng trấn để xin thi hài? Tại sao ông lại công bố niềm tin vào một xác chết? Cho người sống mượn thì mới hy vọng họ trả. Cho người chết mượn, hy vọng đền trả ở đâu? Người ta tìm quen với người sống có thế giá. Còn ông đưa đời mình vào một cái xác chết. Chuyện thứ hai, ông muốn chôn ở đâu? Còn một chuyện nữa rất khó hiểu. Tôi muốn thưa chuyện với ông. Tôi biết ông là người giàu có. Ông sắm một ngôi mộ cho riêng ông. Tại sao ngôi mộ ông ở ngay đồi Golgotha mà không phải là phía đông của thành Jerusalem? Hôm nay tôi đến Jerusalem, tôi hiểu rõ hơn về niềm tin Do Thái giáo của các ông. Phía đông đền thờ Jerusalem còn ngôi mộ của Absalom, con vua David, còn ghi nhớ nơi an nghỉ của những người nổi danh như Jehoshaphat, như Zechariah. Nếu biết bao nhiêu thế kỷ các ngôi mộ chen nhau nằm ở đây, vì người Do Thái, các ông tin đấng Messiah sẽ giáng lâm ở đây. Cha ông các ông, tổ phụ các ông dành phần tán xác ở phía đông này, mong là người đầu tiên gặp được Giabê trong ngày giáng lâm. Vậy tại sao ông không sắm ngôi mộ ở nơi này? Ông là người giàu có, ông là người có thế giá trong hội đồng, ông biết giáo lý Do Thái. Tại sao ông không trông chờ đấng Mêsa đến từ phía đông đền thờ? Tại sao ông lại sắm ngôi mộ ở Golgotha, là nơi không có ngôi mộ của ai thế giá cả? Golgotha, tiếng ấy là đồi sỏ, nơi chôn cất tử tội. Tại sao ông không sắm ngôi mộ ở một nơi trang trọng khác mà lại là Golgotha? Ông muốn chôn xác ông với các tử tội à? Không thể như thế được. Vậy đâu là bí mật về ngôi mộ của ông? Một người giàu có, trí thức, có địa vị trong hội đồng, không ai làm như ông. Không ai sắm mộ mình ở ngọn đồi thường sự các tử tội. Trời Golgotha hôm nay tấp nập người hành hương. Không gian hôm nay không còn thương đau như 2000 năm trước. Tôi đi tìm một quá khứ mù tăm khuất bóng. Ông là người thế giá trong hội đồng. Ông biết rõ những gì sẽ xảy đến cho Đức Kitô. Phúc âm Luca có một chi tiết về ông. Khi ấy, có một người tên là Joseph, thành viên của thượng hội đồng, một người lương thiện và công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của thượng hội đồng. Ông không tán thành. Như thế, ông biết những toan tính. Ông tham dự các buổi họp. Ông biết Đức Kitô phải chết ở đâu. Ông là người biết rõ chuyện. Rồi từ đó, ông âm thầm sắm một ngôi mộ. Ông biết tử tội sẽ đóng đinh ở đâu. Ông biết Đức Kitô không có mộ chung. Ông lặng lẽ sắm một ngôi mộ. Phải vậy không ông? Khi ông biết tình hình đã đến lúc Chúa phải chết, ông sắm một ngôi mộ mà biết đâu dòng họ ông cũng phản đối. Ông là người thế giá, thì dòng họ ông muốn ông phải sắm mộ ở phía đông đền thờ, ở phía cùng các ngôi mộ của Absalom, của Jehoshaphat, của Zechariah. Tại sao muốn chôn ở nơi dành cho các tử tội này? Phúc âm chân một chi tiết nữa về ông. Ông là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Hay là vì thế ông biết người ta sẽ đóng đinh Đức Kitô ở Golgotha. Ông muốn được chôn ở đây với Chúa. Ông sắm cho mình một ngôi mộ bên đồi sỏ ấy để gần mộ Chúa. Ông là người giàu có, ông là thành viên thượng hội đồng. Làm sao thân nhân ông chấp nhận ông chôn ở đó? Đường ông đi một mình, phải vậy không ông? Và đích thực ông là một kẻ đi tìm không? Ở điểm này, tôi mới định nghĩa thế nào là trí thức, thế nào là người giàu có, và thế nào là người làm chính trị.
Trí thức là cái nhìn xuyên suốt. Chính trị là người biết đường đi. Giàu có là người mua được tầm nhìn. Tôi không biết vì sao ông xuất hiện vào giây phút cực kỳ linh thiêng ấy. Tôi không hiểu sao ông lại quá âm thầm trong phúc âm. Tôi không hiểu sao ông niệm xác một người chết mà đáng lẽ chỉ dành cho thân nhân. Thưa ông Joseph, giữ đất trời hôm nay, hình bóng ông là huyền nhiệm của một bí mật không bao giờ tôi tìm thấy. Cả tháng trời nay, tôi vào đền thờ Golgotha biết bao lần. Tôi đã dâng lễ trong thật một tháng. Tôi vẫn bâng khuâng với những thắc mắc về ông. Và trong linh thiêng của hồn ông, dường như ông là người lại đang thắc mắc về tôi. Một ngày nọ, tôi nghe như ông hỏi tôi biết chỗ Chúa an táng. Tôi có tìm cho mình một ngôi mộ để an táng nơi đó không? Cho Chúa mượn mộ mình là gánh nặng hay hồng ân? Nếu tôi trả lời được hai câu hỏi này thì tôi biết được phần nào cái linh thiêng và theo Chúa kín đáo trong đời ông. Phải chăng ông đang muốn nói với tôi như thế? Một là ông biết Chúa không có mộ chôn, ông âm thầm sống ngôi mộ cho mình, nhưng thật kín đáo là cho Chúa. Hai là ông biết Chúa chết ở đâu, ông tìm cho mình được chôn nơi đó, bất chấp thói tục muốn ông phải được chôn cất ở phía đông đền thờ. Ông sắm cho ông một ngôi mộ ở chỗ Chúa chết, hay ông sắm cho Chúa ngôi mộ ở chỗ ông muốn chết? Ông có những suy nghĩ của riêng ông. Ông mạnh dạn tin vào một xác chết. Tôi chết vì không đủ niềm tin vào một xác đã phục sinh. Tôi mù mờ về cái sống của tôi vì biết nơi Chúa chết mà không muốn chôn cùng. Tôi muốn sắm ngôi mộ cho riêng tôi lúc còn sống. Ngôi mộ tôi xây hôm nay thật chẳng trí thức chút nào. Ngôi mộ bằng lời điếu văn người khác đọc. Ngôi mộ bằng bia nhớ ơn. Ngôi mộ bằng mề đai tưởng niệm. Bởi đó, sống mà như một phần chết đang dang dở trong tôi. Ông có những bí mật của riêng ông. Ông đem theo bí mật ấy vào lòng đất. Tôi có những kín đáo của riêng tôi. Tôi thắc mắc về ông. Ông thách thức tôi với những thắc mắc ấy. Vậy giữa tôi và ông, chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện về ngôi mộ cho đời mình được nữa chứ? Vâng, thưa ông Joseph, tôi sẽ tiếp tục thư chuyện với ông. Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được những điều Chúa muốn nói với con. Đi tìm